chính phủ Mỹ lập tức khởi kiện. Chắc hẳn chính phủ Mỹ không quên Edward Snowden, người phơi bày ra ánh sáng nhiều hoạt động đen tối của tình báo Mỹ, trong đó có nghe lén người dân và chính phủ các nước khác, thậm chí nghe lén cả đồng minh. Cuốn hồi ký Permanent Record được Edward Snowden công bố hôm thứ Ba, người này hiện đang tị nạn ở Nga để tránh lệnh dẫn độ của Mỹ. Thông thường, khi ra mắt hồi ký liên quan tới CIA, NSA hoặc các cơ quan tình báo khác của Mỹ, người viết cần được các tổ chức này thông qua dĩ nhiên Edward Snowden là trường hợp ngoại lệ vì không có chuyện tội đồ này gửi sách cho cơ quan từng coi anh là kẻ thù bộ tư pháp mỹ kiện Edward Snowden và cả đơn vị đứng ra phát hành cuốn hồi ký Permanent Record sẽ tiếp tục phơi bày những âm mưu và hành vi đen tối của chính phủ mỹ Edward Snowden hiện vẫn bị chính phủ mỹ truy lùng nếu bị bắt giữ cựu nhân viên tình báo này sẽ bị xét xử theo đạo luật gián điệp